chảo. Người ta làm con quả, người ta đổ. Xuyên suốt cả ngày, ngày nào mệt thì thay sớm. Bánh ở đây là ăn free, không tốn tiền, làm từ thiện. Nhìn bánh rất hấp dẫn, bánh to chứ không phải bánh xèo miền Trung, miền Tây. Ở trong đó có củ sắn, đậu xanh và tàu hủ. Thì nó có một cái nhà ăn, ngoài đó có rau sống và nước mắm, nước muối, là bằng nước muối ăn chay, nước mắm chay.